thôn vệ tinh không tập 268 và tập 269. Bách thiện hiếu vi tiên, thú thần thất sát, thuyết minh tại kênh YouTube chuyện hay, chúc các bạn xem video vui vẻ. Vũ trụ giả định khu nguyên thủy, trong trang viện của mình. La Phong ngồi trước bàn viết, mở màn hình laptop, nhẹ nhẹ click, mở tin nhắn. Nhiệm vụ điểm tích lũy, cao nhất vòng thứ tư của ngươi đã hoàn thành. Theo nhiều thành viên bình phán, mức hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ tư của ngươi là 70%, nhận được 28 vạn điểm tích lũy. Như vậy toàn bộ vòng điểm tích lũy cao nhất đã chấm dứt. La Phong nhíu mày. Chỉ hoàn thành 70% thôi à? Khi làm nhiệm vụ vòng thứ tư lần này, đặc biệt là phán xét cha, quả là có chút bá đạo, phán định cha không có tội này, còn đệ tử gia tộc khác, La Phong cho rằng mình đã phán phạt tương đối công bình, xem lời Bình nói như thế nào. La Phong tiếp tục quan khán tin nhắn. Lời Bình, vòng nhiệm vụ cuối cùng là để La Phong ngươi phán xét 21 người trong tộc ngươi, nhưng còn về phụ thân ngươi, ngươi lại không hề bắt cũng chẳng thẩm vấn căn bản không thể xem là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ vòng thứ tư hiển nhiên trong lòng ngươi người rất coi trọng cha ngươi thậm chí cũng không muốn hỏi cha mình phụ thân ngươi mặc dù cũng không hẳn có tội nhưng cũng không tránh được trách nhiệm giam cầm trăm năm là nhẹ nhất người lại phán là không có tội giữa công và tư ngươi vẫn còn thiên vị độ hoàn thành nhiệm vụ lần này do đó chỉ có thể đạt tới 70%. mươi hy vọng ngươi hiểu rõ phân biệt giữa công và tư hơn nữa xem xong lời bình tâm tình la phong căn bản không có gì biến hóa cảnh giới tu tâm tầng thứ nhất là mà la phong khá cực đoan cho dù là hồng lôi thần khuyên bảo cũng rất khó ảnh hưởng tới la phong bởi vậy có thể tưởng tượng được sự cố chấp hoặc nói sự kiên định trong tín nhiệm lạnh lùng đóng tin nhắn lại mở ra một tin nhắn khác khoản thưởng phụ nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất la phong mỉm cười xem bốn vòng nhiệm vụ phải hoàn thành một trăm phần trăm cộng lại mới được có một trăm vạn điểm tích lũy còn điểm tích lũy phụ thêm cao nhất lại là một trăm vạn Căn cứ từ vòng nhiệm vụ đầu tiên tới vòng thứ tư, tất cả những biểu hiện của người cho người 60 vạn điểm tích lũy phụ thêm, hy vọng người có thể tự xét lại. La Phong xem xong sực nghĩ. Điểm tích lũy phụ thêm là 60 vạn. Vậy mình lần này có tổng điểm tích lũy là 8,2 vạn vòng đầu tiên, cộng thêm 18 vạn vòng thứ hai, cộng với 30 vạn vòng thứ ba, cộng 28 vạn vòng thứ tư, cộng 60 vạn điểm tích lũy phụ thêm, tổng cộng là 144,2 vạn điểm tích lũy tính ra bằng 71,2% tổng số 200 vạn của cả nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất này, chưa tới mức 80%. Hiển nhiên thành tích chỉ có thể nói là bình thường. Đánh giá chung, vòng nhiệm vụ đầu tiên, người đầu lục trăm vạn người, nhưng lại có thể giữ được thanh tình, không giết oan một người nào, chứng minh trong lòng người vô cùng hiếu sát, nhưng lại rất tỉnh táo. Tuy người vô cùng hiếu sát, nhưng ở vòng nhiệm vụ thứ hai, người lựa chọn cứu một trăm ước nhỏ yếu, xem như người quan tâm tới người yếu. Vòng thứ ba, chứng minh ngươi không sợ cường thế dù gãy cũng không khom người kiên định chấp hành nhiệm vụ kiên định tín niệm giết người nhưng tỉnh táo cảm thông người nhỏ yếu không sợ cường thế ba vòng đầu ngươi rất không tệ nếu vòng thứ tư làm tốt điểm tích lũy phụ thêm kỳ thật có thể tới 90 vạn điểm tích lũy tiền thưởng nhưng cũng phán xét 21 người thì đối tượng nhiệm vụ đổi thành người trong nhà của ngươi biến hóa của ngươi lại làm cho chúng ta giật mình đặc biệt là khi ngươi đối đãi với cha ngươi chẳng những không muốn thẩm vấn đến cả việc giả vờ bắt giữ phụ thân ngươi cũng chẳng làm hiển nhiên ảnh hưởng của người trong nhà đối với ngươi là rất quan trọng thậm chí chẳng phân biệt được công và tư không tuân pháp quy người vốn là sinh mạng quần thể thật ra cũng phải trọng thị người trong nhà nhưng việc gì cũng đều có một mức độ thích hợp còn ngươi hiển nhiên ở phương diện này đã làm quá xin ngươi thanh tỉnh một chút nhiệm vụ cao nhất chính thức chấm dứt về phần công ty vũ trụ giả định từ nhiệm vụ này rốt cuộc xem mình như thế nào la phong cũng chẳng quan tâm quá đáng nói ta trọng thị trà quá đáng La Phong cười lạnh nói dỡn một đám ngu ngốc tự đại dưới sự chỉ điểm của đại ca nhị ca La Phong vẫn dốc lòng đọc một vài sách của Hoa Hạ quốc càng đọc tâm linh như được cột sửa học được rất nhiều tư tưởng cộng hưởng vào La Phong từ xưa tới nay văn hóa Hoa Hạ vẫn có một câu bác thiện hiếu vi tiên chăm việc thiện thì hiếu làm đầu hiếu đã được đưa tới một mức trí cao thậm chí trong lịch sử Hoa Hạ quốc Mặc dù lần lượt thay đổi nhiều triều đại, nhưng từ những triều đại thống trị mà nhận định, bất hiếu, ngỗ ngược với cha mẹ, đều là tử tội. Thậm chí có pháp lệnh triều đại còn phán định tội này phải chịu một vài cực hình như lăng trì, lục bì, tỏa cốt dương hôi. Hiển nhiên, hiếu đã được đưa tới mức trí cao. Ngược lại tới xã hội hiện đại, cho dù là thời đại căn cứ thị, việc không phụng dưỡng cha mẹ, đánh cha mẹ cũng thường hay xuất hiện. Nhưng nếu không hiểu văn hóa hoa hạ, mọi người ngược lại không xem đây là tội ác quá lớn nhưng la phong lại tu tâm từ bé đã ngoan ngoãn hiếu thuận với cha mẹ sau đó minh tâm kiến tính nhìn thẳng vào bản tâm lại xem nhiều sách cổ lịch sử lòng càng giác ngộ hơn như thời đại xuân thu chiến quốc cũng xuất hiện nhi tử tố giác cha trộm dê ngược lại hành vi nhi tử bị nhận định là bất hiếu bị trừng phạt nặng hơn như nước tần lịch sử hoa hạ quốc pháp luật nước tần vô cùng nghiêm ngặt quan trọng nhất là pháp quy ngược lại không xem trọng việc có hiếu cả quốc gia đều thiếu hụt tình thân ấm áp cơ bản nhất dân chúng quốc gia làm sao có thể trung thành chính thức chứ quốc gia sao có thể yên ổn được chỉ một đời đã hết rất nhiều chuyện trong lịch sử nói về hiếu nhưng đều nói rõ một điểm hiếu là nhân tố cơ bản nhất của tộc nhân loại giả thiết một người đến cả hiếu thuận cơ bản nhất cũng không làm được không đối xử tốt với cha mẹ của mình vậy người này còn có thể trung thành với chủ không trung thành với quốc gia không người như vậy không phải bị tẩy não thì cũng không còn tồn tại tình cảm nữa rồi nhất định là một người ích kỷ cực đoan cha mẹ mà không hiếu thuận vậy trong lòng họ sẽ không chính thức coi trọng thị lịch sử họ chỉ trọng thị mình cực đoan ích kỷ bách thiện hiếu vi tiên cho dù cha sai sót nhi tử cũng phải chịu đồng thời cũng sẽ khuyên cha sửa đổi về phần trừng phạt ít nhất nhi tử tuyệt đối cũng sẽ không làm như vậy la phòng lặng lẽ nói công và tư công và tư tới đâu có lẽ công ty vũ trụ giả định cần những thuộc hạ luôn luôn chấp hành lệnh của công ty một cách hoàn mỹ không làm ngược lại cho dù liên quan tới thân nhân cũng ít nhất mệnh lệnh công ty có thể sánh ngang thậm chí vượt qua tầm quan trọng của thân nhân e rằng đó mới là mức mà công ty vũ trụ giả định yêu cầu đáng tiếc mệnh lệnh của công ty vũ trụ giả định không bằng một phần mười tầm quan trọng quá đáng sao ta cho rằng không hề quá đáng la phong thẩm nhủ ngày hôm sau vũ trụ giả định cửu tinh loan trên đảo hắc long sơn la phong và cha la hồng quốc mẫu thân cung tâm lan đang nói chuyện ba mẹ La Phong châm trà cho cha mẹ. Hôm nay sao nhớ tới mà tới tìm chúng ta? Cung tâm Lan nhìn Nhi Tử, mắt cười tới híp lại. La Phong cười, nói sang chuyện khác. Ba mẹ, các người chơi trò chơi giả định, có phải có lập ra một cái gọi là nghiệp đoàn Niết Bàn không? Làm sao ngươi biết? La Hồng Quốc nghe thế lập tức mắt tỏa sáng, vội nói. Thương tuyết thế giới thật sự rất rộng lớn, rõ là làm cho người ta hoa mắt, cưỡi ma thú phi cầm phi hành trong thế giới băng tuyết vô tận, chật chật tàn sát trăm vạn đại quân, đấu tướng trước trận tiền, đều rất đỉnh. Chữ đỉnh là chữ mà cha hay nói trong đời thường. Ha ha! La Phong nhìn bộ dáng hưng phấn của cha, không khỏi nở nụ cười. Cha có thể sống theo giấc mộng, mình cũng rất thỏa mãn rồi. Ba mẹ, ta cho các ngươi xem một vật. La Phong nói. Nói rồi lật tay lấy ra một bản tư liệu. Những tư liệu về nghiệp đoàn niết bản giết người này do ngành tình báo cung cấp. Lúc đó La Phong hỏi, ngành tình báo bên kia cũng nhận định loại tư liệu này thuộc loại tư liệu tầng thấp nhất rất bình thường với địa vị la phong hoàn toàn có thể có được thứ gì thế la hồng quốc cung tâm lan nghi hoặc lập tức nhận văn kiện rồi hai người đều cúi đầu quan khán nhất thời họ đều yên lặng la phong ngồi lặng lẽ chờ cha mẹ cũng đều dán mắt xem văn kiện càng xem sắc mặt hai người càng sạm lại thậm chí cuối cùng la hồng quốc còn vỗ mạnh bàn đứng lên đôi mắt đỏ lên gầm khẽ khốn khiếp một đám sói khinh người ta xem họ là huynh đệ sinh tử, không ngờ lại lợi dụng ta như vậy. Tâm Lan, lúc trước ngươi khuyên ta không thể dễ dàng tin người, ta lúc đó cho rằng trong trò chơi giả định còn nghĩ nhiều thế để làm gì? Uống rượu chén lớn, ăn thịt mồm to, đại đao chém người, vô cùng hào sảng thống khoái. Không ngờ họ, không ngờ. Ba La Phong nhìn bộ dáng cha, biết cha bị đả kích không nhỏ. La Hồng Quốc lại ngồi xuống, trong mắt có chút đau đớn. Cùng Tâm Lan cũng an ủi bên cạnh chết nhiều người như vậy à thành âm la hồng quốc khẽ run run ba chỉ có thể xem ngươi không biết người đám hại người chính thức là đám hỗn đản kia la phong liền nói nhưng họ lại dựa vào thế của ta la hồng quốc lắc đầu lầm lẫn nói đúng ra là dựa thế của con la phong nói nếu không phải vì con hắc long sơn đế quốc một vài ngành càn vu vũ trụ quốc sao có thể động tay động chân chứ la hồng quốc cảm thấy vô cùng khó chịu La Phong cũng hiểu rõ, đưa tư liệu cho cha mẹ xem khẳng định sẽ làm cha mẹ rất thương tâm, nhưng là thương tâm thì thương tâm, vẫn phải để cha mẹ xem, cha mẹ sai, nhi tử phải khuyên can. Ba mẹ La Phong nói sang chuyện khác, phân tán sự chú ý của cha mẹ. Ta sắp đi xa. Đi xa? Là Hồng Quốc, cung tâm lan nghi hoặc nhi tử không phải thường xuyên rời nhà sao? Lần này con đi lâu thật lâu, tối thiểu cũng một ngàn năm. La Phong trịnh trọng nói do đó những ngày sau con không thể về địa cầu cho dù trong vũ trụ giả định e rằng cũng rất lâu mới gặp được một lần đi đâu la hồng quốc cùng tâm lan liền nói hỗn độn thành la phong nói lần trước khi hắn đi hỗn độn thành cha mẹ cũng biết một vài tin tức đơn giản sau khi nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất xong xuôi la phong xin công ty vũ trụ giả định đi hỗn độn thành với tư cách là đệ tử hạch tâm cấp vũ trụ cấp vực chủ cấp giới chủ đều có quyền tiến vào hỗn độn thành tu luyện La Phong xin tự nhiên là được thông qua rất nhanh Địch Luân lập tức thông qua Thần Quốc truyền tống đưa La Phong đến đại bàn doanh vũ trụ của công ty vũ trụ giả định sau đó La Phong theo phi thuyền của công ty vũ trụ giả định theo những thần linh bất hủ cùng vào vũ trụ sơ khai về phần Địch Luân và hộ vệ quân họ đều không có cách nào đi theo dựa theo kế hoạch của La Phong sau khi rời khỏi hỗn độn thành hắn phải là giới chủ đỉnh phong rồi đến lúc đó cũng không thể dẫn theo hộ vệ quân nữa nói cách khác từ bây giờ hộ vệ quân đã thoát ly khỏi mình rồi diễn biến vũ trụ vũ trụ sơ khai đang nằm trong giai đoạn đầu diễn biến vũ trụ trên bầu trời giải rác một vài vết nứt không gian những sợi tơ trong suốt lưu chuyển trên miệng vết nứt cố khôi phục lại lần lượt khôi phục lần lượt vỡ ra lặp lại vô cùng vô tận hỗn độn thành là cổ thành duy nhất cả vũ trụ sơ khai ầm ầm phi thuyền hình thoi xuất hiện trên bầu trời hỗn độn thành cửa khoang mở ra vô số bóng người đến từ các chủng tộc khác nhau bay ra la phong mặc chiến khải màu xanh lẫn trong đám người chút có gì nổi bật mấy trăm người bọn la phong bay ra hỗn độn thành phía dưới nhất thời xuất hiện một luồng hắc quang đây là một nam tử áo đen trên đầu đầy những vải xanh nam tử áo đen này nhếch mép cười lộ ra nụ cười dữ dằn các vị ta là sứ giả tiếp đón của hỗn độn thành chư vị đi tới hỗn độn thành tuyệt đại đa số không phải là lần đầu tiên chắc cũng đã quen thuộc với quy củ hỗn độn thành rồi các vị tự mình hành động đi tin rằng các vị biết nên làm như thế nào còn ai lần đầu tiên tới hỗn độn thành, xin đi theo ta. Vèo, vèo, vèo. 22 bóng người bay về phía nam tử áo đen, đi theo sứ giả tiếp đón. 22 người này thông qua hội đấu giá và một vài phương thức khác tìm được xuất tới đây lần đầu tiên. Còn mấy trăm người khác đều là bay thẳng xuống phía dưới rồi phân tán. La Phong dừng trên con đường rộng mở, nhìn quanh, xa xa trên sân thượng những căn nhà tu luyện đây những người khổ tu quanh chân tĩnh tọa, các giới chủ, thần linh bất hủ rải rác khắp nơi. Đương nhiên tuyệt đại đa số là thần linh bất hủ, chỉ cần cảm giác khí tức phát ra, cho dù là khí tức của giới chủ, nhưng giới chủ đã có thể tu luyện tại Hỗn Độn Thành, cũng mạnh hơn nhiều so với ngoại giới. Hỗn Độn Thành, thánh địa tu luyện nhân loại, là phong cảm khái. Cùng một từ thánh địa tu luyện, nhưng cũng khác nhau. Thánh địa tu luyện của tộc quần kim giác chỉ là trong địa bàn sinh, sống tách ra một chỗ mà thôi, còn thánh địa tu luyện nhân loại lại chuyên môn đặt trong một vũ trụ sơ khai, có 52 tấm bia Hỗn Độn trấn thủ tại hỗn độn thành là hỗn độn thành chủ thực lực cũng vượt xa nguyên lão của tộc quần kim giác đây là nhân loại tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ rất tốt đây mới là nơi tu luyện tốt la phong nhìn quanh ừm, ta trước hết phải chọn một chỗ ở cách phủ của sư phụ không xa một lát sau la phong đã chọn được một căn nhà tuy luyện tương đối yên tĩnh cách phủ đệ của sư phụ đại khái hơn một ngàn km đi tới trước cánh cửa trắng ăn nhà tu luyện nhẹ tay đặt trên cửa hệ thống cảm ứng cửa khởi động bắt đầu dần dần biến sắc khoảnh khắc đã biến thành màu xám từ đó la phong trở thành chủ nhân của chỗ ở này mỗi phòng của căn nhà tu luyện đều rất lớn mặc dù có mật thất tu luyện nhưng đại bộ phận người tu luyện đều khoanh chân tĩnh tọa trên sân thượng từ hôm nay trở đi đây là nơi mà ta sẽ cư trú trên ngàn năm tạm thời là nhà ta la phong theo thang lầu chẳng mấy chốc đi lên sân thượng sân thượng dài rộng gần trăm mét còn lớn hơn cả sân thể thao của trường trung học trên địa cầu năm đó Sân thượng còn điêu khắc một vài đồ hình theo phong cách rối loạn khác nhau, hiển nhiên là trong lịch sử có một vài cường giả từng sống tại đây. Trong lúc tìm hiểu đã tùy ý lưu lại, tin rằng mình cũng sẽ lưu lại một vài điều khắc tùy ý của mình ở đây. Khoanh chân ngồi xuống, mông hắn cảm giác được sự băng giá sân thượng. Ngẩng đầu nhìn trời, thiên không khí lưu hỗn độn vườn quanh, những vết nứt xé toạc trời cao, những sợi tơ hoa văn kỳ bí phức tạp lưu truyền, lộ ra quy luật, làm cho người ta rất thoải mái. Từ nay về sau ta cũng phải trường kỳ ngồi trên sân thượng la phong nở nụ cười trở lại phòng khách cực lớn ở lầu một ra lệnh cho trí năng phục vụ chuẩn bị một chén trà nóng nằm trên sofa da lông mềm mại bưng chén trà bốc hơi nghi ngút la phong nhẹ nhẹ ngửi hương trà rồi lập tức hớp một ngụm xúc trong miệng thưởng thức hồi lâu mới nuốt vào luồng cảm giác khoan khoái truyền cả toàn thân đồng thời ý thức la phong lại dùng tốc độ cực nhanh không ngừng suy tư la phong thích vừa uống trà vừa suy nghĩ ta bây giờ có pho tượng thần thú hình ảnh thật thể của pho tượng thần thú cỡ lớn ngủ say ba quyển đầu thời không tùy bút phiêu tuyết diễn thần tam thập lục trọng u ảnh bí điển bản tôn thiên địa tuyệt đối không gian hình ảnh viễn cổ tê thiên liệt địa trên 600 vạn đơn vị hỗn nguyên trên 100 vạn điểm tích lũy la phong tự hỏi cái nào là át chủ bài của mình phải đưa ra phương pháp tu luyện của mình bình thường cấp giới chủ muốn bắt đầu tự nghĩ ra bí pháp thậm chí còn sáng tạo binh khí la phong cũng chuẩn bị đạt tới cấp giới chủ ngay tại hỗn độn thành hơn nữa bây giờ phương diện cảm ngộ quy luật cũng khá cao có thể bắt đầu tự nghĩ ra bí pháp rồi bí pháp chia ra loại nghiên cứu và loại chiến đấu nghiên cứu nghĩa là thông qua bí pháp vật phẩm phụ trợ để đạt tới hiệu quả đề cao cảm ngộ quy luật cảm ngộ quy luật càng cao thực lực tự nhiên càng mạnh kỳ thật cảm ngộ quy luật hơi cùng loại với nội công còn bí pháp chiến đấu là một loại phương pháp vận dụng cũng như cảm ngộ quy luật đồng dạng vận dụng phương pháp khác nhau thì sức chiến đấu có lẽ cũng khác nhau rất nhiều cảm ngộ quy luật là nội công Bí pháp chiến đấu là kỹ xảo như kiếm thuật, đao thuật. Đương nhiên đây là một ví dụ. Bí pháp chiến đấu của kim giác cự thú là tê thiên nhất trảo. Bí pháp chiến đấu của phân thân ma sát tộc là ụ ảnh bí điển. Bí pháp chiến đấu của bản tôn người địa cầu là diễn thần binh. Khi diễn thần binh tương lai dần dần không đủ dùng, ta sẽ sử dụng diễn thần tam thập lục trọng, hơn nữa tự nghĩ ra một bí pháp chiến đấu thích hợp hơn. Về phần những thứ khác như thời không tùy bút, pho tượng thần thú vân vân, đều là phụ trợ cho la phong cảm ngộ quy luật đến cả bản tôn thiên địa cũng có phụ trợ cường hóa sức mạnh thân thể cảm ngộ quy luật mới là căn bản do đó tinh lực chủ yếu bỏ ra vào mặt này đợi khi cảm ngộ quy luật đạt tới nút thắt nhất định sẽ nghiên cứu bí pháp chiến đấu la phong thầm nói cứ làm như thế sau khi lập kế hoạch dài hạn cho tu luyện tương lai la phong lập tức ly khai căn nhà tu luyện đi thẳng tới chỗ sư phụ chân diễn vương bái kiến sư phụ cửa chính phủ đệ cao lớn đang mở rộng tín hiệu thăm dò ở cửa chính phủ đệ đảo qua la phong xác nhận la phong có quyền vào tự nhiên không ngăn trở la phong lặng lẽ tiến vào phủ đệ chẳng mấy chốc đi tới quảng trường dài rộng vài chục km trên quảng trường tụ tập gần ngàn người tu luyện đang cung kính ngồi cẩn thận lắng nghe ở phía trước đang có một người vượn kim giáp khoanh chân ngồi đang giảng thuật về bức đồ họa thứ tư cửu vũ hỗn độn bia sư phụ la phong tuy muốn gọi nhưng không dám quấy rầy sư phụ giảng bài liền ngồi ở một góc trần diễn vương trong lúc giảng bài liếc mắt đã thấy phía dưới trong đám người nghe giảng có thêm một người la phong ông khẽ mỉm cười không nói gì mà vẫn tiếp tục giảng thuật hồi lâu sau hôm nay bài dừng ở đây trần diễn vương lạnh nhạt nói cảm ơn sư phụ phía dưới mấy ngàn người tu luyện cung kính hành lễ trần diễn vương thật lợi hại ta cảm ngộ tới đồ án thứ năm rồi nhưng khi nghe trần diễn vương giảng thuật bức đồ họa thứ tư lại cảm giác thấy những lĩnh ngộ bức đồ họa thứ tư sâu hơn nữa xem ra ta không hoàn toàn hiểu được bức đồ họa thứ tư. Muốn hiểu được là cực khó, nghe nói, trước hết phải hiểu hết 108 loại bản chất trong ba bức đồ họa đầu, hiểu được 108 loại bản chất đó còn khó hơn bình thường cảm ngộ bốn bức hàng chục hàng trăm lần. Người tu luyện thảo luận với nhau, tụm năm tụm ba kéo nhau ly khai. Là Phong vội đi về phía sư phụ. Bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay, truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất. Sư đệ Sư đệ tới rồi. Hơi năm không gặp sư đệ rồi. Đám đệ tử dưới trướng chân diễn vương đều cười chào hỏi La Phong. La Phong cũng chào hỏi các sư huynh. Trong các sư huynh, phần lớn đều là thần linh bất hủ cấp phong hầu. Rất nhiều người là phong hầu đỉnh cao, nhưng tiếc rằng không có một ai có thể chính thức phong vương. Bình thường phong hầu đỉnh cao nếu tìm người nhờ giúp, cũng có thể rất miễn cưỡng phong vương. Chân diễn vương yêu cầu các đệ tử cực cao, căn bản không làm loại việc này, cho rằng làm như vậy thuần túy là lừa mình dối người. La Phong, tới đây với ta. Trần Diễn Vương nói. Dạ, sư phụ. La Phong cung kính nói. Chư vị sư huynh, đợt lát nữa sư đệ sẽ tới nói chuyện với các vị sư huynh sau. La Phong cáo biệt các sư huynh, sau đó đi theo Trần Diễn Vương, đi vào trong đình viện tĩnh tu của Trần Diễn Vương. Đình viện lớn chừng vài km, đều là những bãi cỏ. Trần Diễn Vương khoanh chân tùy ý ngồi trên bãi cỏ. Ngồi xuống. La Phong ngoan ngoãn ngồi một bên. Nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất hoàn thành rồi à?" Trần Diễn Vương cười nói. "Ưm." La Phong gật đầu. "Nói ta nghe, kể cả lời bình cuối cùng." Trần Diễn Vương nói. "Dạ." La Phong cung kính nói. "Lần này nhiệm vụ vòng thứ tư là, rồi hắn kể lại số điểm tích lũy tìm được, cũng như lời bình cuối cùng và nhiệm vụ lần này mình làm như thế nào, không hề giấu giếm chút nào." Ánh mắt Trần Diễn Vương lộ ra vẻ khinh thường. "Đám ngu ngốc đó." chẳng lẽ phải để nhi tử giam cha trong lao ngục họ mới hài lòng sao? La Phong ngạc nhiên. Sư phụ chửi đám người ngu ngốc đó. Nếu đến cả thân nhân mà cũng không giúp đỡ, vậy tu luyện để làm gì? Trần Diễn Vương đưa mắt nhìn La Phong. La Phong, kiên trì với ý nghĩ của ngươi, đừng bị đám gia hỏa đó ảnh hưởng. Lãnh đạo công ty vũ trụ giả định ta về mặt trên quản lý đích xác rất sơ cứng, luôn muốn cho các cường giả mỗi người đều thành quân cờ cho họ. Hừ, cường giả sở dĩ là cường giả, là phải rất độc lập còn đám giữ địa vị cao đó chỉ là mấy tên làm bộ làm tịch thôi la phong chớp mắt nhìn sư phụ mình ha ha sao vậy giật mình à trần diễn vương nở nụ cười cảm thán sư phụ người ta hơi nóng tính năm đó ta lại náo một phen do đó bây giờ bị ném vào hỗn độn thành căn bản không nắm giữ quyền thực chất nhưng ta tránh ở hỗn độn thành cũng căn bản không nghe mệnh lệnh của họ trừ phi chính thức đại sự nếu không không để ý tới họ la phong nở nụ cười Sư phụ từng đại náo một phen, mình biết rất ít về việc của sư phụ Trần Diễn Vương. Lần này ngươi tới hỗn độn thành chuẩn bị tu luyện bao lâu? Trần Diễn Vương hỏi. Chuẩn bị tu luyện tới cấp giới chủ. La Phong nói. À, bỏ qua những nhiệm vụ ấy à? Trần Diễn Vương kinh ngạc, khi tới cấp vực chủ, công ty vũ trụ, giả định sẽ thỉnh thoảng cho nhiệm vụ. Bây giờ La Phong mới làm hai nhiệm vụ, một nhiệm vụ là 20 vạn điểm tích lũy, một cái là nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất tới 200 vạn điểm tích lũy. Kỳ thật sau này còn có nhiệm vụ khác nữa. Nhưng La Phong tới hỗn độn thành, tự nhiên không thể tiếp nhận nhiệm vụ. Ưm. La Phong gật đầu. Chân diễn vương quanh chân ngồi trên bãi cỏ, suy tư một lát, rồi gật đầu nói. Cũng tốt, nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất đã hoàn thành. Những nhiệm vụ kế của cấp vực chủ đều là một vài nhiệm vụ nhỏ. Toàn bộ cộng lại cũng chỉ có chừng đó điểm tích lũy thôi. Ngươi muốn ở lại hỗn độn thành chuyên tâm tiềm tu cũng tốt người đã chuẩn bị tu luyện tới cấp giới chủ vậy lễ vật mà ta chuẩn bị cho ngươi cũng đưa cho ngươi luôn lễ vật la phong giật mình trần diễn vương cười ha ha nói ngươi là thân truyền đệ tử của trần diễn vương ta còn là giai đoạn cấp giới chủ là phần quan trọng nhất trong quá trình tu luyện lúc này mà ta không ra tay giúp ngươi vậy có còn gọi là sư phụ không bây giờ ngươi tiến vào vũ trụ giả định đi ta sẽ đưa bí pháp điển tịch cho ngươi dạ la phong hưng phấn gật đầu lia lịa vũ trụ giả định khu nguyên thủy trong trang viện của la phong la phong đang đứng trong trang viện ngẩng đầu nhìn trời một nhân ảnh xé gió bay tới chính là chân diễn vương chân diễn vương một tay cầm một cái dương sắt dài rộng chừng hai thước có cảm giác giống như một cái hộp chuyển hàng đây là la phong ngạc nhiên bình thường bí pháp điển tịch được để trong một cái hòm sách tay sư phụ chân diễn vương bây giờ lại đưa tới một cái hòm siêu lớn như vậy không biết bỏ vào đó bao nhiêu bản bí pháp điển tịch Đi vào nhà đi. Chân Diễn Vương xách hòm hàng khổng lồ tiến thẳng vào phòng khách, tiện tay ném xuống, ầm, hòm hàng hóa rơi thẳng xuống ngay giữa căn phòng khách. Cấp giới chủ cần tự nghĩ ra bí pháp, hơn nữa cấp giới chủ cảm ngộ cũng nhanh nhất, do đó ngươi cần những bí pháp điển tịch nhất đẳng, do đó, vi sư đổi cho ngươi một nhóm bí pháp điển tịch đây." Chân Diễn Vương cười ha ha, chỉ vào hòm hàng hóa to đùng, trên mặt hơi có vẻ hề hà đắc ý. "Sư phụ, bí pháp điển tịch thì ta tự mình có thể đổi được mà." La Phong vừa mở lời. Trần Diễn Vương hét toáng lên. Người có chút điểm tích lũy thì làm ăn gì được, cũng có thể đổi được một vài bí pháp điển tịch rất bình thường. Thủ đoạn cường đại chính thức của các siêu tồn tại trong vũ trụ, người căn bản không đổi nổi đâu. Thời không tùy bút vẹn vẹn chỉ là loại phụ trợ nghiên cứu, cũng đã có giá tới một nghìn ức điểm tích lũy. Còn loại bí pháp điển tịch cùng sử dụng cho việc nghiên cứu và chiến đấu, uy lực cực kỳ cường đại, thì ngươi với trên 100 vạn điểm tích lũy đó dùng vào cái giám. La Phong nghe xong cũng ngậm miệng. Trên 100 vạn điểm tích lũy dùng vào cái giám, lời này do chân diễn vương, một nhân vật cường đại tiếp cận với vũ trụ tôn giả nhất đương nhiên là có vẻ bình thường. Người nhìn xem này. Chân diễn vương tiến lên một bước, giật mạnh khóa hòm ra. ầm ầm Cửa sắt của hòm hàng hóa bị giật ra, bên trong chỉnh tề xếp những quyển sách dày cộp Bộ sách mỏng nhất cũng phải tới 20cm, bản dày nhất phải tới cả thước. Bộ sách rộng một thước, dày nửa thước, toàn bộ chỉ dùng kim loại màu vàng sậm rèn nên bộ sách dùng kim loại màu vàng sậm rèn nên tổng cộng có 3 bản chỉ cần 3 quyển sách cũng chiếm không gian rất lớn ngoài ra còn nhiều bộ sách dày đặc khác nữa trong này tổng cộng có 106 loại bí pháp điển tịch bình thường cùng với một bộ điển tịch chân quý trần diễn vương cười nói 106 bộ bí pháp điển tịch bình thường thật ra khá rẻ toàn bộ cộng lại cũng mới mấy trăm vạn điểm tích lũy chủ yếu là cho người một chút phụ trợ để tham khảo cũng để nghiên cứu chế tạo binh khí tự nghĩ ra bí pháp la phong sáng mắt lên gật đầu lia lịa 106 bộ bí pháp này xem ra là đủ mọi phương diện về phần bộ này chân diễn vương chỉ vào ba quyển sách màu vàng sậm được bày biện chỉnh tề dày cộp đây mới là đắt một bộ cộng ba quyển mỗi quyển đều dài rộng một thước dài thước nửa đắt như thế nào la phong vội truy vấn 80 mươi ước điểm tích lũy chân diễn vương mỉm cười nói đồng thời nhìn La Phong. La Phong nhất thời trợn tròn mắt. Trời! 80 ước điểm tích lũy. Khoản tiền này đủ để làm cho một bất hủ thần linh cấp phong vương táng ra bại sản. Đương nhiên đối với đỉnh cao phong vương, thậm chí ngay cả chân diễn vương sánh ngang với vũ trụ tôn giả, vẫn là một khoản rất lớn. Khoản này thật sự rất lớn với chân diễn vương. La Phong lập tức bị khoản tiền này làm ngẩn ngơ. Thần linh bất hủ có thể dùng tiền bạc đổi điểm tích lũy, một đơn vị hỗn nguyên đổi một điểm tích lũy. Đối với thần linh bất hủ, thì đây là một khoản tới 80 ức đơn vị hỗn nguyên, thật sự là quá khổng lồ. Vì có địa cầu, nên La Phong ký kết hợp đồng với vũ trụ giả định. Nhưng khoản tiền đó được chia làm 3 đợt. Trước khi tới bất hủ, La Phong cũng không được tới một ức đơn vị hỗn nguyên. Chỉ có sau khi trở thành thần linh bất hủ mới có được khoản tiền khổng lồ 500 ức đơn vị hỗn nguyên. Nhưng kim giác cự thú muốn đột phá tới thần linh bất hủ thật sự là quá khó, ai biết phải đợi tới bao lâu. Ha ha, vì bỏ ra 80 ước điểm tích lũy điểm tích lũy của sư phụ cũng tiêu hao hơn phân nửa rồi đó. Trần Diễn Vương cười, không giấu La Phong chút nào. Tương lai vi sư tự mình muốn đổi, phòng chừng phải bỏ tiền mặt ra đổi điểm tích lũy mất. Sư phụ, La Phong vội nói. Ta không thể. Năm đó sư phụ đề cử mình mua thời không tùy bút, từng nói hắn cũng không mua nổi bộ thời không tùy bút này, còn bộ thời không tùy bút đó có giá 1.000 ức điểm tích lũy, bởi vậy có thể thấy được 80 ước điểm tích lũy quả là một khoản tiền rất lớn đối với sư phụ. Còn trên thực tế, điểm tích lũy của chân diễn vương tự nhiên không nhiều như vậy, nhưng cũng như tài sản của La Phong, chủ yếu là tập trung ở các bảo vật như là khắc thần thủy, gần vạn viên huyết lạc tinh. Chân diễn vương với tư cách là một siêu cường già tự nhiên cũng có nhiều bảo vật, giá trị chính thức còn lớn hơn tài sản của bất hủ cấp phong vương bình thường nhiều, nếu bỏ ra bảo vật bán đi, vẫn có thể tập hợp được một khoản tiền mặt rất lớn. Sư phụ bây giờ còn cách vũ trụ tôn giả một bước nhỏ thôi những vật phẩm bên ngoài đã vô dụng rồi. Trần Diễn Vương lắc đầu. Vô số năm qua, ta cũng không có tiêu hao gì cả, chỉ bồi dưỡng cho sư huynh đệ các ngươi thôi. Việc này đối với sư phụ việc rất nhẹ nhàng, nhưng các sư huynh ngươi, năm đó ta nhiều nhất cũng không bỏ ra trên 10 ước điểm tích lũy đâu. Ngươi được xem là nhiều nhất. La Phong nhìn Trần Diễn Vương. Tại sao? Ta thấy đao pháp ngươi, cách ngươi khống chế diễn thần binh, trả pháp của ngươi. Trần Diễn Vương trịnh trọng nói ta phát hiện ra người không biết cố tình hay vô tình đã kết hợp giữa quy luật bản nguyên kim và quy luật không gian rất xảo diệu do đó ta biết có một bộ bí pháp điển tịch chân quý vô cùng thích hợp với ngươi là phong dở khóc dở cười kết hợp xảo diệu vì mình luôn nghiên cứu ý cảnh thần thú mà thần thú đã kết hợp vận dụng quy luật bản nguyên không gian quy luật kim tới mức đỉnh phong rồi sau khi nắm giữ chút ý cảnh thần thú bình thường thỉnh giáo sư phụ khi mình diễn luyện tự nhiên thi triển sẽ có ý cảnh như vậy bộ bí pháp điển tịch này tuyệt đối thích hợp nhất với ngươi tương lai một khi ngươi thành công thực lực có thể bắt kịp với sư phụ trong mắt chân diễn vương có vẻ chờ mong nếu ngươi có thể bắt kịp sư phụ đối mặt với vũ trụ tôn giả bình thường ngươi vẫn có thể không chết nỗ lực nhiều lên chân diễn vương vuốt đầu la phong cười ha ha trong nháy mắt đã biến mất la phong nhìn hòm hàng hóa bên cạnh bên trong có 106 bí pháp điển tịch bình thường một bộ điển tịch chân quý cộng lại cũng mấy trăm bản trong lòng cảm kích vạn phần sư phụ ơn này đệ tử ghi nhớ mãi là phong quyết tâm nhất định khi thành công tương lai sẽ phải hồi báo cho sư phụ thời gian rất lâu thân nhân chân diễn vương sớm đã lần lượt chết già Do đó chân diễn vương đối đãi với đệ tử vô cùng trọng thị cũng xem họ như con sư phụ bây giờ còn tặng mình những bí pháp điển tịch chân quý phải biết rằng giả thiết tương lai đệ tử mà ngã xuống tất cả đều như bắt nước hắt đi nhưng chân diễn vương vẫn làm như vậy đây cũng là lý do vì sao đệ tử dưới trướng chân diễn vương vô cùng đoàn kết, ai cũng không muốn làm sư phụ mình thương tâm. 107 điển tịch, tổng cộng 582 bản, La Phong nhanh chóng chuyển các bí pháp điển tịch đó vào thư phòng. 106 điển tịch bình thường, mua qua bảo khố, cũng cần gần 600 vạn điểm tích lũy. La Phong thán phục, những điển tịch này trên diễn vương nói là bình thường, nhưng trên thực tế cơ hồ mỗi bộ đều so được với ủ ảnh bí điển. Bộ điển tịch chân quý này. La Phong nhìn ba bản bộ sách kim loại màu vàng sậm trước mắt, bìa ba quyển sách này chỉ có một chữ, một, hai, ba, hiển nhiên là đại biểu cho quyển sách đầu tiên tới quyển thứ ba, chứ không có chữ gì khác. La Phong nhẹ nhẹ mở trang bìa quyển sách đầu tiên. Trên trang đầu tiên có viết, vũ trụ nguyên thủy diễn biến sinh ra vô số tộc quần, hiện có rất nhiều sinh mạng thần kỳ, trong rất nhiều sinh mạng thần kỳ có một thần thú cường đại, thần thú cường đại đó là do vũ trụ diễn biến sinh ra một siêu tồn tại trời sinh thân thể nó là do quy luật không gian và quy luật kim dung hợp hóa thân nó tùy ý vung một trào, quất đuôi một kích đập mạnh xuống đều ẩn chứa ý chí của vũ trụ chậm hilada căn cứ vào thần thú mà ngộ ra tuyệt học thú thần thất sát cũng có tên là diễn thần thất biến thú thần thất sát diễn thần thất biến khi luyện thành ba tầng đầu xem như vô địch dưới vũ trụ tôn giả luyện thành sáu tầng đầu xem như vô định dưới những người đứng đầu vũ trụ luyện thành tầng thứ bảy là xem như hóa thành thần thú chính thức cũng như thần thú trên đời một đứng đầu chính thức sánh ngang với vũ trụ, đứng trên đỉnh vũ trụ. Trẫm sáng tạo ra thú thần thất sát diễn thần thất biến, cũng chỉ luyện thành sáu tầng đầu, tầng thứ bảy chỉ do trẫm tưởng tượng ra, vẫn chưa chính thức hoàn thiện. Ừm, muốn hóa thành thần thú chính thức, mạnh như thần thú, không thể địch nổi. Khó, khó, khó. Phải đợi người kim giác tộc của trẫm sau lại có thể hoàn thiện được tầng thứ bảy, luyện thành tầng thứ bảy. La phong nhìn nội dung mà vô cùng khiếp sợ. Hilada. Tuyệt học của nhân vật vĩ đại nhất kim giác tộc sao? Luyện đến sáu tầng đầu, xem như vô địch dưới những người đứng đầu vũ trụ. Tầng thứ bảy, sánh ngang với đứng đầu vũ trụ. Một bí pháp điển tịch đáng sợ như vậy, chẳng lẽ không đắt bằng thời không tùy bút? Không đúng, là phong kinh hãi. Vội lật xem quyển thứ hai, quyển thứ ba, là phong lập tức ổ lên tiếc nuối Quả nhiên như mình đoán trước, ba bản bí pháp điển tịch này vẻn vẹn chỉ là ba tầng đầu của thú thần thất sát diễn thần thất biến thôi. Nguyên lai vẻn vẹn chỉ là ba thiên đầu luyện thành ba tầng đầu xem như vô địch dưới vũ trụ tôn giả, đạt tới mức như sư phụ ta. Ba thiên này đích xác cũng đáng giá 80 ước điểm tích lũy. La Phong cảm khái, hắn bây giờ cuối cùng cũng biết Hilada vĩ đại đó rốt cuộc mạnh như thế nào. Chẳng trách, chẳng trách Hilada có thể chỉ dựa vào chính mình mà chấn giữ được tộc quần kim giác không ai dám trêu vào. Nguyên lai đã tới trình độ vô địch dưới đứng đầu vũ trụ. Đứng đầu vũ trụ, chẳng lẽ cỡ hư kim chi chủ, hỗn độn thành chủ, thần thú, được xếp vào cấp bậc đó. La Phong thầm nghĩ. Trước khi xem những thiên thú thần thất sát quý giá, La Phong cũng đã mơ mơ hồ hồ biết được là trên vũ trụ tôn giả, còn có một cấp độ khác cao hơn. Như hư kim chi chủ, thần thú, hỗn độn thành chủ cao cao tại thượng, hiển nhiên mạnh hơn vũ trụ tôn giả nhiều. Đến cả Hilada cũng có thể chấn thủ cả một bộ tộc. Nguyên lai là như vậy, La Phong lẩm bẩm nói. Thần linh bất hủ, vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ. Tộc quần kim giác là một tộc quần trung cấp năm đó có Hilada đứng đầu nên không cần sự che chở của người khác. Còn Hilada năm đó cũng đã tu luyện tới tầng thứ 6 thú thần thất sát, chứng tỏ hắn có thể đạt tới mức vô địch dưới vũ trụ chi chủ, chính thức có thực lực bá chủ một phương rồi. Còn vũ trụ chi chủ, xem nhưng tồn tại đỉnh cao nhất trong tộc quần đỉnh cao nhân loại. Căn cứ vào logic và tin tức cơ bản, trong lòng La Phong cũng rõ hơn về địa vị của các cường giả trong vũ trụ rộng lớn. Sư phụ Trần Diễn Vương xem như tuyệt thế cường giả, các vũ trụ tôn giả là một phương chư hầu, vũ trụ chi chủ, mới là bá chủ vũ trụ chính thức, cho dù với cấp độ Hilada, cũng coi như là bá chủ vũ trụ rồi. Lòng trong La Phong đầy kích động, sau đó tiếp tục lật xem bí pháp điển tịch dày cộp chân quý. Thiên đầu thú thần thất sát tổng cộng có ba quyển La Phong đầu tiên là ngấu nghiến xem qua một hơi, mặc dù có rất nhiều điểm không hiểu, nhưng cũng vỡ ra được rất nhiều. Lại, lại, quy luật xung hợp sao? La Phong khiếp sợ. Xem đầy đủ cả quyển có thể hiểu được rõ ràng nguyên lý của thú thần thất sát. Trong vũ trụ có 10 đại quy luật bản nguyên là kim, mộc, thủy, hòa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, không gian, thời gian. Dựa theo miêu tả của Hilada trong bí điển, vũ trụ thời sơ khai khi mới sinh ra chỉ có hai loại quy luật cường đại, một loại chia thành 6 đại quy luật bản nguyên là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và không gian, loại còn lại phân chia tới đại quy luật bản nguyên là phong, lôi điện, ánh sáng và thời gian từ đó thành hai trường phái trong phái không gian lấy không gian là quy luật thượng đẳng kim mộc thủy hỏa thổ là quy luật hạ đẳng phái thời gian lấy thời gian làm quy luật thượng đẳng lôi điện phong ánh sáng là quy luật hạ đẳng hoàn toàn lĩnh ngộ được quy luật không gian sẽ là không gian tôn giả hoàn toàn lĩnh ngộ được quy luật thời gian là thời gian tôn giả còn đồng thời hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian và không gian chính thức khống chế thời không có năng lực siêu đẳng có thể thay đổi thời không, sẽ là vũ trụ chi chủ. Vì vũ trụ có vô số tộc quần, vô số cường giả, chưa bao giờ có sinh mạng nào có thể dung hợp được sáu loại quy luật bản nguyên kim, mộc, thủy, hòa, thổ, không gian thành một khối. Cũng chưa bao giờ có một sinh mạng nào dung hợp được tứ đại quy luật bản nguyên của phái thời gian gồm lôi điện, phong, ánh sáng, thời gian thành một khối. Hơn nữa khi chính thức thực hành, vô số tộc quần vũ trụ, vô số cường giả cũng đều biết, chỉ cần dung hợp một trong năm loại kim, không gian, hoặc là mộc, không gian, hoặc là thủy, không gian, hoặc là hỏa, không gian, hoặc thổ, không gian, cũng đã khó như lên trời rồi. Chính thức có thể dung hợp thành công tuyệt đối sẽ trở thành một phương bá chủ trong vũ trụ. Kim, không gian, hai thứ dung hợp, hình thành quy luật dung hợp, một khi đạt tới mức hoàn mỹ, là sánh ngang được với vũ trụ chi chủ. Khi là đa sáng chế ra thú thần thất sát, cũng rất quái lạ. Tầng thứ nhất, là dung hợp một bộ phận của quy luật không gian và một bộ phận của quy luật kim. Tầng thứ hai tới tầng thứ sáu là dung hợp từ từ cả quy luật không gian và cả quy luật kim, hình thành nên quy luật dung hợp. Khi Hilada năm đó đã đạt tới mức này, hắn có thể nói là vô địch dưới vũ trụ chi chủ. Nhưng Hilada cũng biết, khi vũ trụ sinh ra có thể thai ngén ra một sinh mạng cường đại là thần thú, có thực lực địch nổi cả vũ trụ chi chủ. Còn thần thú đó là hóa thân của quy luật dung hợp kim, không gian. Một chiêu một thức đều tự nhiên ẩn chứa quy luật dung hợp, thậm chí pho tượng bản tôn thần thú cũng ẩn chứa quy luật xung hợp do đó hắn tin chắc quy luật xung hợp kim không hẳn là có thể địch nổi vũ trụ chi chủ hắn tự mình sáng chế ra bí pháp thú thần thất sát vẫn còn có một tầng thứ bảy nữa tầng thứ bảy hẳn là có thể hóa thân thành thần thú chính thức như một thần thú sống lại địch nổi được cả vũ trụ chi chủ đương nhiên về tầng thứ bảy thì cũng vẻn vẹn chỉ là một vài suy lý tưởng tượng của hila đa thôi vẫn chưa hoàn thiện do đó cả thú thần thất sát mặc dù cũng có tên nhưng trên thực tế chính thức có thể tu luyện cũng chỉ là 6 tầng đâu thôi. Hiểu được quy luật không gian, trở thành một phương tôn giả, đã vô cùng khó khăn rồi. Nhiều thiên tài tuyệt thế khó mà có cơ hội trở thành một phương tôn giả. La Phong thầm cảm thán, còn như Hilada nói, dung hợp quy luật không gian và quy luật kim thành công còn khó gấp ngàn vạn lần việc chỉ cần hiểu được quy luật không gian. Con đường này rất khó đi. Nhưng ít nhất La Phong đã có một con đường rất chuẩn xác rõ ràng để theo. Đạo thần thú sao? Ta có thú thần thất sát, do Hilada tiền bối sáng chế dẫn đường, còn có pho tượng thần thú tham khảo. Trong đầu La Phong lóe ra một ý nghĩ, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, vội đưa ý thức chui vào trong thể nội thế giới. Thể nội thế giới, trên thảo nguyên rộng lớn. La Phong mặc hắc y một tay nâng tấm ảnh pho tượng thần thú, kim giác cự thú màu đen liên miên như một sơn mạch thì nằm bò xuống, hai mắt như hồ nước lớn, cũng nhìn chằm chằm vào pho tượng thần thú nho nhỏ. Pho tượng thần thú nhỏ này là thứ năm đó là phong cơ duyên xảo hợp tìm thấy trong huyết lạc thế giới nói về uy áp thì nó không bằng pho tượng thần thú khổng lồ ở thần thú hợp cấp của tộc quần kim giác bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất nhưng mức nội liễm thì nó giống như thần thú thật hơn nhiều ô kim giác cự thú đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm tiếng gầm đầy vui sướng hưng phấn ta biết rồi ta biết rồi là phong mặc hắc y mắt lóe sáng kích động nói ta rốt cục cũng biết pho tượng thần thú tại sao luôn có một luồng ý cảnh đặc thù uy áp đặc thù vì vì pho tượng thần thú bản thân nó ẩn chứa quy luật xung hợp nhất cử nhất động của thần thú thật đều ẩn chứa quy luật xung hợp bản tôn thần thú chính là hóa thân của quy luật xung hợp còn pho tượng thần thú chính là pho tượng ở nơi thần thú sinh sống năm đó huyết lạc thế giới cũng không biết chế tạo ra như thế nào nhưng nó giống y như một thần thú thật thần thú thật là hóa thân của quy luật xung hợp pho tượng thần thú cho dù không phải là hóa thân của quy luật dung hợp ít nhất cũng ẩn chứa quy luật dung hợp chẳng trách chẳng trách chỉ cần truy tìm luồng ý cảnh không ngừng mô phỏng điêu khắc nắm giữ một chút ý cảnh thần thú mà đã có uy lực như vậy rồi nguyên lai like mình lần lượt quan khán quy luật dung hợp lần lượt mô phỏng ha ha ta có pho tượng thần thú bản thân pho tượng đã ẩn chứa quy luật dung hợp ta lại có thú thần thất sát bí pháp trần quý đến cực hạn của kim giác tộc trong mắt la phong mặc hắc y có vẻ điên cuồng mặc dù mặc dù con đường quy luật xung hợp khó hơn việc trở thành vũ trụ tôn giả ngàn vạn lần nhưng có hai thứ này phụ trợ ta nhất định có thể có thành tựu lớn pho tượng thần thú và thú thần thất sát thuộc loại kỳ ngộ chỉ có kỳ ngộ không là chưa đủ còn cần có thiên phú cố gắng vận khí và những thứ khác dù sao muốn đứng trên đỉnh vũ trụ là một việc quá khó pho tượng thần thú mặc dù đặc thù nhưng cũng rất nội liễm các thần linh bất hủ ở huyết lạc thế giới căn bản không lĩnh ngộ ra còn kim giác cự thú một là con cưng của quy luật bản nguyên kim hai là trên thực tế kim giác cự thú cũng ẩn chứa thiên phú không gian tỉ như bí pháp thiên phú trời sinh của nó bao gồm thôn phệ cũng thủ loại bí pháp không gian hơn nữa kim giác cự thú mạnh nhất chính là huyết thống kim không thần thú chính là hóa thân của kim không hai con có liên lạc đặc thù nếu không kim giác cự thú khi dung hợp huyết lạc tinh cũng không đến mức dễ dàng như vậy những sinh mạng khác khi dung hợp là rất khó, Kim Giác Cự Thú dung hợp 100 viên, một phần vì bị hạn chế về ý chí, nếu không có thể dung hợp nhiều hơn nữa, bởi vậy có thể thấy được, Kim Giác Cự Thú và Thần Thú thật ra là có liên quan sâu xa, nên mới có thể thoáng cảm giác được quy luật dung hợp nội liễm ẩn chứa trong pho tượng thần thú. Giả thiết không phải Kim Giác Cự Thú, muốn xem mà biết được đặc thù của pho tượng thần thú, cũng phải tu luyện tới quy luật dung hợp tới trình độ cực cao, nếu không đối mặt với quy luật dung hợp đã hoàn toàn nội liễm đầy đủ Căn bản sẽ nhìn không ra được. Hỗn độn thành, phủ đệ Chân Diễn Vương. Sư phụ, La Phong cảm kích không người. Ngồi đi. Chân Diễn Vương khoanh chân ngồi trên bãi cỏ. Dạ. La Phong cũng khoanh chân ngồi một bên. Xem xong bí pháp điển tịch rồi à? Trần Diễn Vương cười nói. Ừm. La Phong gật đầu. Như thế nào? Rất thích hợp với ngươi chứ? Trong mắt Chân Diễn Vương cũng có vẻ chờ mong, trước khi tu luyện không ai biết có thích hợp không, nhưng ánh mắt Trần Diễn Vương rất độc đáo, bình thường khi quan khán La Phong diễn luyện hoặc tu luyện, cũng phát hiện ra La Phong có thiên phú như vậy, do đó nên mới mua bí pháp điển tịch này. Nếu mua hết các thiên, Trần Diễn Vương, dù táng ra bại sản cũng không đủ một phần mười, mua thiên đầu thì tương đối dễ dàng hơn. Rất thích hợp, La Phong liền nói. Thích hợp là tốt rồi, ha ha, nếu không thích hợp sư phụ sẽ đau lòng lắm đó. Trần Diễn Vương cười ha ha nói nhưng lúc trước kế hoạch có ta ở lại hỗn độn thành mấy trăm năm còn tu luyện quy luật xung hợp khó khăn hiển nhiên khó hơn nhiều ta có thể phải ở lại đây mấy ngàn năm la phong nói lúc trước từng tạm biệt người nhà nói phải xa nhà trên ngàn năm nhưng đó là thời gian vũ trụ nguyên thủy mức thời gian ở vũ trụ nguyên thủy và vũ trụ sơ khai khác nhiều vũ trụ nguyên thủy qua bốn năm thì vũ trụ sơ khai hỗn độn thành mới trôi qua trên một năm do đó trước kia hắn tính cũng đi hỗn độn thành mấy trăm năm nhưng bây giờ xem ra rõ ràng là không đủ không vội không vội căn bản phải xây cho bền chắc trần diễn vương nói ưm la phong gật đầu trong lòng lại tràn ngập tin tưởng mình là tràn ngập tự tin để đi con đường đạo thần thú đi tới đỉnh phong à được rồi trần diễn vương vội nói la phong vì sư biết thực lực ngươi rất mạnh vượt xa những gì ngươi triển lộ với công ty vũ trụ giả định la phong cười ha ha mình thường xuyên thỉnh giáo sư phụ trước mặt sư phụ tự nhiên là bộc lộ rồi ngươi không cần phải che giấu thực lực phải triển lộ ra thực lực của mình trần diễn vương trịnh trọng nói biểu hiện ra thiên phú nghịch thiên vậy công ty vũ trụ giả định sẽ trọng thị ngươi hơn nữa hơn nữa mỗi một giới chủ nguyên thủy bí cảnh đều sẽ được cung cấp tài nguyên bồi dưỡng càng cường đại càng tìm được nhiều tài nguyên hơn giả thiết ngươi biểu hiện rất nghịch thiên khi đột phá tới giới chủ sẽ được tặng vô số tài nguyên thực lực kém được ít tài nguyên thực lực mạnh được nhiều tài nguyên. Hả? La Phong sáng mắt lên. Đúng vậy, mình bây giờ đã ở hỗn độn thành, cũng không cần phải tiếp tục hạ thấp bản thân nữa rồi. La Phong dốc lòng nghiêm túc nghiên cứu quyển sách đầu tiên của thú thần thất sát. Tầng thứ nhất là dung hợp một bộ phận quy luật không gian và một bộ phận quy luật kim. Quy luật kim thì La Phong đã được thừa nhận của quy luật bản nguyên, đã tiếp cận với việc hiểu được toàn bộ cả quy luật kim rồi. Về phương diện quy luật kim La Phong đã đủ để thỏa mãn yêu cầu tu luyện tầng thứ năm thú thần thất sát rồi. Về phương diện quy luật không gian, tầng thứ nhất thú thần thất sát yêu cầu là bức đồ họa đấu trong cửu vụ hỗn độn bia. Hilada năm đó cũng cảm ngộ bình thường, cũng không được như ta, đã hiểu được 108 loại bản chất quy luật không gian. La Phong thầm nghĩ, nhưng dựa theo những gì mà Hilada tiền bối ghi trong sách, nếu hiểu được 108 loại bản chất quy luật không gian cùng với bản chất quy luật kim, vậy sau khi luyện thành tầng thứ nhất sẽ có quy lực lớn hơn nữa. Ừm. Trước hết hiểu được 108 loại bản chất quy luật không gian cái đã, La Phong thầm nghĩ. Hiểu được bản chất quy luật là vô cùng gian nan, như La Phong có phân thân ma sát tộc, rồi phân thân kim giác cựu thú, lại là cấp giới chủ, tốc độ tu luyện hẳn phải siêu nhanh. Tu luyện ở tộc quần kim giác trên 180 năm mà cấp giới chủ tu luyện 180 năm bằng với cấp vực chủ tu luyện mấy vạn năm. Mấy vạn năm khổ tu. Với thiên phú La Phong, giả thiết không nghiên cứu bản chất không gian mà làm như người tu luyện bình thường, đi cảm ngộ cửu vũ hỗn độn bia, e rằng đến cả bức đồ họa thứ tư cũng đã lĩnh ngộ xong. Năm đó, luyện lạc ở cấp giới chủ phải mất 3.000 năm mới hiểu được 108 loại bản chất. Trước khi hiểu được bản chất, ta không thể nghiên cứu bức đồ họa thứ tư, bức đồ họa thứ năm được, nếu không sẽ sinh ra mất tập trung. La Phong hít sâu một hơi. Lựa chọn con đường này, nhất định là con đường khó khăn. Hơn nữa mình còn lựa chọn đi theo con đường khó khăn hơn cả việc cảm ngộ bản chất quy luật con đường xung hợp quy luật đi thôi trong mắt la phong có vẻ chờ mong sau đó la phong liền bắt đầu những năm tháng tu luyện gian khổ ở hỗn độn thành mỗi ngày ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên sân thượng căn nhà tu luyện chốc chốc ngẩng đầu nhìn trời quan khán quy luật vận chuyển vũ trụ bên ngoài còn kim giác cự thú thì không ngừng điêu khắc pho tượng thần thú khổng lồ hơn nữa cảm ngộ chút ý cảnh thần thú trong pho tượng thần thú loại nhỏ phần thân ma sát tộc cũng tập trung nghiên cứu quy luật không gian Bà thứ kết hợp lại điều pho tượng thần thú phụ trợ, rồi quan khán quy luật vận chuyển trong vũ trụ sơ khai. Thỉnh thoảng còn có thể đi thẳng tới phủ thành chủ tự mình quan sát bia hỗn độn. Hơn nữa La Phong còn có thể tùy ý đi tới chỗ một vài bất hủ cấp phong vương nghe giảng bài, tốc độ tu luyện nhanh gấp mấy lần ở nguyên vũ trụ. Thời gian trôi qua, nghe sư phụ dạy bảo, nghe các bất hủ cấp phong vương khác giảng bài, vẽ pho tượng thần thú, dốc lòng tu luyện. La Phong giống như một cỗ máy tinh xảo không ngừng vững bước di chuyển cũng như một sa mạc khô cán điên cuồng hút nước, hút dinh dưỡng. Đảo mắt đã qua gần 90 năm vũ trụ sơ khai, nguyên vũ trụ đã trôi qua gần 300 năm. Hỗn độn thành, một phủ đệ cổ xưa sừng sững đang tụ tập hơn 1.000 người tu luyện khoanh chân ngồi trên mặt đất, nghe một lão giả trên mặt phủ lân giáp xanh lá xa xa lá giảng bài. Nguyên lai like là như vậy. Hay quá! La Phong khoanh chân ngồi trong đám người nghe giảng, không khỏi lộ ra nụ cười, trong lòng có những điểm hơi nghi hoặc đã được sáng tỏ thông suốt. Lão giả đang giảng bài là một cường giả mà La Phong trong gần 90 năm qua thường xuyên tới nghe giảng ở hỗn độn thành. Cường giả này tên là Duyên Long Vương, rất có thanh danh ở hỗn độn thành. Tuyệt đối là nhân vật đỉnh cao chính thức ở bất hủ cấp phong vương, nói về thực lực thì rất gần với chân diễn vương. Khi một vài nhân vật đỉnh cao bất hủ cấp phong vương như chân diễn vương, Duyên Long Vương giảng bài, đều hấp dẫn rất nhiều người tới nghe giảng. Duyên Long Vương là phe công ty vũ trụ giả định, lại rất tinh thông quy luật không gian, quy luật kim do đó hắn giảng bài rất phù hợp với La Phong, tự nhiên La Phong thường xuyên tới nghe giảng. Hôm nay, dừng ở đây. Lão giả lân giáp màu xanh lá cười khẽ nói, Chòm dâu dài khẽ phiêu động, rồi lập tức đứng dậy. Cảm ơn sư phụ. Phía dưới hơn một ngàn người tu luyện nghe giảng bài, hơn phân nửa đều là thần linh bất hủ, những người khác cũng đều là các nhân vật thiên tài, ai nấy cùng kính kho mình hành lễ tỏ vẻ vô cùng cảm kích. Dù sao các cường, giả cũng không xuyên giảng bài, mình đã có thể được nghe giảng bài, đương nhiên phải cảm kích duyên long vương mỉm cười dẫn đám thân truyền đệ từ dưới trướng hắn ly khai còn quảng trường vốn có hơn một ngàn người tu luyện cũng bắt đầu top năm top ba rời đi ủa thác tạp người đó nhất định là la phong rồi mặc dù ta đang ở vũ trường cựu phủ nhưng cũng nghe qua tên của hắn là một nhân vật rất thiên tài à được rồi hắn hẳn là vực chủ ở nguyên thủy bí cảnh ngươi cũng là vực chủ nguyên thủy bí cảnh ngươi làm quen với hắn đi rồi giới thiệu cho ta với hai nam tử đứng xa xa đang trò chuyện hai nam tử này một người hơi mập mạp trên trán còn có ba xúc tu mềm mại da ửng đỏ mỉm cười nhìn về phía la phong con người kia là một nam tử rắn chắc rất lạnh lùng mặc chiến khải màu đen ừm hắn đúng là vực chủ nguyên thủy bí cảnh bây giờ thành viên vực chủ nguyên thủy bí cảnh ở công ty vũ trụ giả định ta tổng cộng có vài người nam tử cơ bắp lạnh lùng nói hắn từ cấp vũ trụ vừa mới lên tới chưa từng tham gia tư cách chiến lần nào sau đó ta cũng không quen với hắn À, thật đáng tiếc Nam tử hơi mập mạp lắc đầu Có cái gì mà đáng tiếc Nam tử cơ bắp lạnh lùng nói để tư phổ la Chẳng lẽ ngươi còn để ý tới la phong à Thiên tài khó gặp mà Nam tử hơi mập mạp nói Hừ, hắn vừa mới lên thôi Chưa từng tham gia tư cách chiến cấp vực chủ bao giờ Còn 18 năm nữa là tư cách chiến cấp vực chủ rồi Thành viên cấp vũ trụ nguyên thủy bí cảnh trình độ đều rất thấp, người mạnh nhất cũng chỉ vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 8, còn thành viên cấp vực chủ ở nguyên thủy bí cảnh thấp nhất cũng vượt qua tầng thứ 10. Nam tử cơ bắp lạnh lùng nói, La Phong nhất định sẽ bị đào thải xuống thái sơ bí cảnh. Người mới mà, tạm thời bị đào thải cũng rất bình thường. Nam tử hơi mập mạp nói, vậy chờ hắn có đủ thực lực, hãy nói lại. Nam tử cơ bắp đưa mắt nhìn La Phong, khẽ cười lạnh. Sư phụ ta còn nói La Phong thiên phú rất cao tương lai sẽ cướp được một suất giới chủ nguyên thủy bí cảnh. Ta không tin, lúc đầu thiên tài nhiều lắm, sau đó nhanh chóng rơi rớt. Đúng vậy, nam tử hơi mập mạp gật đầu. Huống chi có 10 người cũ cấp vượt chủ ở nguyên thủy bí cảnh, mặc dù bề ngoài thì chỉ có một người vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 11, nhưng những tên gia hỏa đó người nào mà không phải vô cùng giả hoạt, cho dù có thực lực xông lên tầng thứ 11 cũng sẽ cố ý giấu giếm, đến khi tư cách chiến đánh cho những người khác trở tay không kịp. Nam tử cơ bắp nhẹ giọng nói: "Ta dám khẳng định trong 10 người cũ, tối thiểu có 3 người có thể vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 11, những người khác cũng đều là sớm đạt tới Thông Thiên Kiều tầng thứ 10 lâu rồi, nhưng ai cũng đều có bí pháp đặc thù." Nam tử hơi mập mạp gật đầu. "Từ cách chiến 18 năm sau, 10 người cũ và tên người mới La Phong này, ngươi xem, hắn sẽ thất bại thảm như thế nào." Nam tử cơ bắp tự tin nói. "Ha ha." Nam tử hơi mập mạp cười cười. "Xa xa" La Phong đang đám người đi ra ngoài trượt sật sật đôi tai, cũng nghe rõ ràng câu chuyện, hiển nhiên thác tạp căn bản cũng không muốn che giấu. Đám gia hỏa này, chúng không biết ta căn bản không xem chúng là đối thủ, La Phong thầm nhủ. Thác tạp, một trong mười người cũ cấp vực chủ nguyên thủy bí cảnh, thực lực cũng rất mạnh. Kỳ thật nhiều năm qua, La Phong cũng phát hiện, mười người cũ cấp vực chủ nguyên thủy bí cảnh xem ra cũng có mâu thuẫn nhất định với mình, vì mình quật khởi quá nhanh, dẫn đến việc công ty vũ trụ giả định có rất nhiều đại nhân vật nhận định La Phong là thiên tài tuyệt thế trên vạn kỳ nguyên, nhận định La Phong tương lai nhất định sẽ chiếm được một suất cấp giới chủ nguyên thủy bí cảnh. Tứ đại bí cảnh, nguyên thủy bí cảnh là tôn quý nhất, cấp vũ trụ, cấp vực chủ, giới chủ. Hiển nhiên tranh đoạt trong giới chủ nguyên thủy bí cảnh là tham liệt nhất, liên quan tới việc phân phối vô số tài nguyên, vì các đại nhân vật ấy tán dương La Phong, đương nhiên dẫn đến việc mời thiên tài tuyệt thế cũ trong lòng thầm bực mình dù sao họ ai nấy cũng đều muốn tương lai trở thành giới chủ ở nguyên thủy bí cảnh. Xem thường ta, trong lòng La Phong lắc đầu, nghĩ thầm, từ cách chiến 18 năm sau, đến lúc đó cho chúng biết mùi. La Phong Thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu La Phong. Người mặc dù bề ngoài là cấp vực chủ, trên thực tế lại là cấp giới chủ rồi, hiệu suất tu luyện một ngày bằng họ một năm, tu luyện tới bây giờ, cộng với tam đại phân thân, còn có pho tượng thần thú, người mạnh hơn chúng cường nhiều lắm. So với chúng quả thực là khinh người mà. Khinh người, La Phong cười. Đúng là khinh người. Ở Hỗn Độn Thành gần 90 năm, trong số 108 loại bản chất quy luật, La Phong đã hiểu được 102 loại, nói về hiệu suất, gấp 30 lần luyện lạc, chủ yếu là do La Phong có tam đại phân thân, mỗi cái đều nghịch thiên, lại có pho tượng thần thú rất nghịch thiên, tự nhiên hiệu suất cao hơn nhiều. Hy vọng có thể trước khi tới tư cách chiến có thể hiểu được đầy đủ 108 loại bản chất không gian. La Phong thầm nghĩ, một khi hiểu được 108 loại bản chất, vậy thì phương diện cảm ngộ quy luật không gian cũng đủ để vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 12. Năm đó luyện lạc nói, hơn nữa bản thân La Phong cũng đã phát hiện, mình bây giờ cho dù không dựa vào chấn phúc niệm lực kinh người, kỳ thật cũng hẳn có năng lực vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 11. Đi, đi tới phủ thành chủ. La Phong quay đầu về phía phủ thành chủ. Đi phủ thành chủ để làm chi? Ba ba tháp hỏi. Tìm hiểu cử vũ hỗn độn bia đó la phong cười nói nhưng ngươi đã tiêu hao hết toàn bộ số lần rồi ba ba tháp liền nói đi tới hỗn độn thành gần chín mươi năm la phong chưa từng xông lên thông thiên kiều lần nào do đó với vốn liếng hai lần tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia còn lại vào ba mươi năm trước la phong đã dùng hết mất rồi rất đơn giản lại xông lên thông thiên kiều nữa thôi la phong cười nói ta từ đây đi đến chỗ phủ thành chủ thì ta cũng xông xong thông thiên kiều tầng thứ mười hai rồi còn gì lúc này La Phong phân ra một chú ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vị diện thông thiên kiều. Hòn đảo trung tâm Mỹ Lệ, giám thủ giả ba phân vẫn như vô số năm qua, lặng lẽ chờ đợi ở đây. Đột nhiên một nhân ảnh chờ xuất hiện ở đảo Trung ương. Đó là một thanh niên tóc đen ngắn. À, La Phong. Giám thủ giả ba phân, mặc trường bào màu đỏ rực nở nụ cười đi qua. Giám thủ giả đại nhân, thay đổi áo bào rồi à? La Phong mỉm cười. Ha ha, cũng không thể mãi không đổi được giám thủ giả ba phân mỉm cười. Đã lâu không thấy ngươi rồi, từ khi ngươi vượt qua thông thiên kiều tầng thứ bảy, vẫn luôn không tới đây, quay đi quay lại cũng đã mấy trăm năm rồi. Ta biết ngươi không sông thì thôi, một khi sông lên sẽ rất kinh người, lần này chuẩn bị kinh người ra sao đây, vượt qua tầng thứ chín, hay vượt qua cửa khẩu tầng thứ mười. Bây giờ thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vực chủ có rất nhiều người đã vượt qua tầng thứ mười. La Phong tu luyện ngắn ngủn mấy trăm năm. Giám thủ giả ba phân cũng đã biết La Phong hắn cũng không thể nghĩ rằng La Phong có thể nghịch thiên kiểu đó được. La Phong mỉm cười. Sẽ làm người bất ngờ đó. Hả? Giám thủ giả ba phân kinh ngạc. Ta đây xin được chờ xem. La Phong cười, rồi hóa thành lưu quang bay về phía cửu vũ thông thiên kiều. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh chuyện hay để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người